Rồi chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Này mới về hàng anh em ơi. Con Yamaha 3T84 con này mới đi spa về nè. Con này thì giờ đời cơ giới anh em ơi, 28 ngựa nhưng mà tua chậm 26 ha, 1.4 29 lít. Con này mới đi làm spa về anh em ơi, nó về bữa dính máy mới này để coi ông thợ ông báo về sửa gì với gì ha. Con này chạy nổ ok rồi. Đó, con này hàng mới về. Mấy con K-Dub 42 nè, Kuken nè. Cái con này về bu lông dành cho anh em nào mà sửa ô tô nè, vẹt xeo S45. Con này chắc 6.000 quá. Ừ. Đó. Thì được hai cây súng. Súng này dành để cứu quả anh em ha. Cái này khá là đẹp, 1.5 bình. Đây cây nữa. Trụ cây này bằng đồng nặng quá trời luôn. Con NS 130 này cũng đi spa về. À, để bữa nào quay chi tiết hàng này. Rồi trong kho có ít hàng. Ha, à, ít hàng lên cho anh em. Lô dây này về mấy nay mà cũng chưa có đăng bán anh em ơi. Ha. Dây này cũng quá xịn sò luôn. Bao này khoảng chừng 200 cuộn. Bữa giờ qua chị Hai bán hết được đâu hai mấy cuộn rồi. 100.000 một sợi như vậy. Dài 7 mét mấy ha. Dây thì có bố ha, lỗ trong là khoảng 10 ly, ở ngoài tầm 13 14 gì đó. 10 ly, chắc 10 mười mấy gần 20 á ha. Cái này hàng này xuất Mỹ anh em ơi. Melin anh em cha có thể thấy ha, trên mấy trang mạng thương mại điện tử của Mỹ nó bán 3/8 inch. Và con này chịu áp được, cái cọng này chịu áp được 20 kg nha anh em ơi, 300 PSI nè. Do not you above 300 PSI là nó nói kêu là bạn gì? Sử dụng không sử dụng trên 300 PSI. Khoảng 23 mình á ha. Mấy anh em mà về xài mấy cái súng cao áp, mấy cái bình hơi cao áp tầm 15 kg trở lại là quá tuyệt vời ha. Một cuộn về 7 m, 100.000 cuộn anh em ơi ha. Số lượng em còn mấy chục cuộn á. Cái này dễ lắm anh em, về nói lại thôi. Mua cái đầu nói lại thôi, đầu mối có mấy ngàn bạc à. Đó, anh em nói là dài thôi ha. 7 m cuộn. 7 m mấy, hơn 7 m. Rồi. Thì nay lên được ít máy xới anh em ơi ha, xới cào cào nè, con này đời cao gút ngàn ha. Một em xới đa năng nè. Đó. Và trong cái vàng này là mấy em xới một giò ha. Một giò. Và đặc biệt có anh em TX 500 con này thì xới nhào ha. Gút nhào ha. Đó. Gút nhào rất là xịn sò luôn. Anh em nào mà cần gút nhào thì đây, một con giá cũng rất là mềm ha. Và một con Honda FR 315 nữa. Đó. Cái con này thì giá tình thương nè, 4 triệu mấy con luôn nè, một giò để về cho anh em mini cho anh em xài ha. Rồi, đầu tiên vô em này đi anh em ơi. Em này thì một em xới cào cào của Sibaura, con này tầm 3 ngựa 2, 3 rưỡi gì đó ha. BR 3200. Con này thì mình bán giá cũng rất là tình thương anh em ơi ha. Con này có một số tới, hai số tới, một số ve ha. Đó. Con này đời cao gút ngàn anh em ơi. Đó. Công tắc đời cao luôn nè ha. Bấm xuống gì tắt. Đó. Con này chỉ thiếu cái nắp chụp bên đây thôi ha. Nắp chụp dây go nó về là nó không có anh em ơi. Đó. Đây, MM 306 nè. FR 320. Con này thì khoảng 3 ngựa rưỡi, 3 ngựa 2 gì đó ha. Bộ xới cũng rất là dày dặn ha. Bộ xới bự luôn. Rất dày dặn, rất là ok. Rồi cho nổ luôn đi. Con này em đang bán giá 4 triệu anh em ơi. Giá tình thương. Quá bèo ha. Lên ra. Chưa lên xăng. Rồi ok. Chọn. Máy chạy ngon lành hết anh em ơi. Nè, số máy ok hết. Này số nhanh đây. Đó. Rồi rồi. Con này giá 4 triệu anh em. Ủa, con này số 2 hả? Rồi nha anh em ơi, số cào cào này 4 triệu, số 2, số 1 bên đây nè. Số 1 là một em đa năng của Kubota ha, chạy động cơ 5 ngựa BRT 50 đó anh em ơi ha. Con này rất là xịn sò luôn anh em thấy nè, rất là đẹp luôn ha, một màu vàng óng ánh ha. Động cơ cũng rất là đẹp luôn, sườn cũng rất đẹp, con này quay đầu chở đầu đều được nha anh em ơi.
quay đầu luôn, chở đầu đều được ha. Thì nó chở này nó có cái chốt gài đây nè, anh em dẫn chốt gài này ra là quay 360 độ luôn ha. Đó. Con này thì ngoại hình cũng khá là đẹp anh em ơi, mình đánh khoảng giá khoảng 80 tới mấy trăm. Đó. Con sới con này thì mòn rồi. Nhưng mà cái răng sới này về mua chắc khó anh em. Ví dụ như anh em nào mà xài bông sới này á thì mình về lấy cắt mấy cái nú này ra. Mua mấy cái nú mới với mấy cái, mua bộ răng mới vô là xài anh em ơi, cho nó thuận tiện, sợ chừng cái nú này mà kiếm răng nó khó ha. Nú này cái bản răng nó rất là dài đó. Còn nú thì trên thị trường bán rất là nhiều ha, răng cũng có luôn đó. Thì mình đây răng thì có nhưng mà nú không có đó. Anh em muốn xài lại cái bông này thì quất sửa cái nú này lại xài cho nó ngon ha. BRT 50 anh em ơi. Và đặc biệt con này nó có cái cốt, xoay qua đây đi. Cái cốt mà để nó nói ra rất là dài để cho anh em đi nó rất là vững anh em ơi. Bề ngang cái con này chắc khoảng 6-7 tấc luôn á ha. Gắn ra cái cốt là rất là dài luôn, hai bên dài sọc luôn ha. Đó. Rồi, cái động cơ nó đang sử dụng là GS 230 5/8 anh em ơi, 5/8. Động cơ thì cũng rất là đẹp luôn anh em ơi. Ốc ác 7 màu hết. Đó. Ốc ác con này 7 màu đẹp lắm anh em ơi. Ha, động cơ nè. Bình xăng nè. Đó. Quá là xịn sò con này luôn ha. Quá xịn sò luôn ha. Thấy không? Rồi. Con này thì em đang bán giá 8 triệu nha anh em ơi, chưa vận chuyển. Ha, con này anh em nào mà sới thì hơi bị ngon á. Tại nó bự nó rộng ha. Sới nó vững ha. Máy móc thì chạy rất là êm ha, của Kuta luôn. Con này con chỉ hướng đầy đủ nha anh em ơi. Số đây. Số thì có mấy số đây. Có 4 số thì vậy, hai về hai tới thì sao. Nè, đó. Anh em sới anh em quay đầu là sới hoặc là đi xa sới cũng được nha anh em ơi. Này đó sới sau đó. Còn anh em đi sới gì cũng được, tùy thôi. Rồi được rồi. Cái con này nó có cái chỗ này gắn cái máng vét luôn nè anh em ơi. Cái chỗ nhỏ chỗ này nè, để anh em gắn cái máng vét nhỏ chỗ này để tạo cái rãnh đi ha. Con này đó. Con này rất là to, BRT 50 ha. Chỉ có răng này mòn thôi, về xài thì phải thay cái nú này, sợ cái răng này mình mua không có ha. Nó không thông dụng ở Việt Nam. Thay cái nú này anh em gắn răng thôi, cái đó về cơ khí nó cũng đơn giản anh em ơi. Rồi, con này đang bán giá 8 triệu nha, anh nào cần đó nha. Rồi tiếp theo con số 3 anh em ơi. Số 3 con này nay giảm giá anh em ơi, 5 triệu rưỡi nha. Con này thì cũng sới một giò ha. Sới một giò con này chiên tạc ha. Em sẽ gắn cái chụp bô e lại cho anh em ha, đầy đủ. Đó. Con này thì quay đầu đều được, chở đầu đều được ha. Đó, em sẽ gắn cái chổi vô cho anh em. Nó đang gắn cái bộ tạc này tạc lên đất kinh khủng lắm nha anh em ơi ha. Anh em nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà lên đất kinh khủng lắm ha. Đó, anh em muốn gắn sới thì mua bộ sới gắn vô, một tạc thì con này cái lưỡi này tạc rất là mạnh mẽ luôn ha. Này mạnh tí. Con này thì số má nó đây nè ha. Đây một số về hai số tới vậy thôi ha. Ở đây là chế độ sới, chế độ tạc vậy thôi ha. Một cây này nó điều khiển cho tới tạc và điều khiển ấy luôn. Con này thì động cơ là SX300. Con này chụp giật hình như nó bị thiếu một cái chấu, sao giật phải giật mạnh lên nó mới ăn cái gì chụp giật. Kiểm tra lại cái đó coi. Đó là số thôi, còn chỉnh hơn sao này là sới nè. Đó đúng rồi. Con này tàn rất là khỏe. Sới tàn quay đầu đều được cái này.
da con này sao á. Rồi đó này, cái dây ga con này kiểm tra dây ga này dư dài quá gì nó lên xuống nó không có thông thoáng nè, dây này dài quá. Cắt bỏ bớt hả? Để thấp xuống là trên lên là dưới. Thì đây cái số này thì một cần này là điều khiển cho hai cây nha anh em lưu ý ha. Kéo lên là anh em điều khiển trên nè, đó thấy không? Còn hạ xuống là anh em điều khiển dưới. Thì thôi à, là anh xài với là quen thôi. Con này giá 5 triệu rưỡi anh em ơi. 5 triệu rưỡi chưa vận chuyển nha, con số 3 ha. Rồi con số 4. Số 4 này thì con Robin, con này chiên sới chiên tạc luôn nha anh em ơi. Chiên sới chiên tạc. Con này thì RC20, con này đang gắn bộ sới nè. Ha, đang gắn bông sới. Anh em muốn tạc thì gắn tạc thôi, đơn giản anh em ơi ha. Đó, con này một bánh luôn. Con này thì anh em chỉnh số sới số tạc là xây cái núm này ha, núm nhỏ bên đây sẽ chỉnh sới chỉnh tạc. Con này thì động cơ cũng rất là lớn anh em ơi. 5-6 ngựa gì đó. AI20 ha, 5-6 ngựa đó anh em ơi. Đây. Điều khiển chạy tới chạy lui và điều khiển nhanh chậm như đây. Đó, hai cần này. Và vòng sới quay ngược quay xuôi là quay bên kia ha. Động cơ này lực lắm nha anh em ơi. Rồi rất là khỏe. Cái cây đó anh em xuống đất nó bới ngon lắm nha anh em ơi. Giá 7 triệu nha anh em ơi. 7 triệu. Ha. Rồi, tiếp theo con số 4 tới số 5 anh em ơi. Số 5 là con nào? Bên đâu? Đây đúng không? Số 5 nè. Số 5 là một con máy hệ anh em ơi. TS500 ha. TS500 thì con này thì có 2 dây 2 tới ha. Quay đầu trở đầu đều được và đặc biệt con này xài cốt nhào ha, cốt nhào nha anh em ơi. Con này thì đúng của nó là nó xài cái động cơ Kawasaki anh em ơi ha, Kawasaki. Nhưng mà cái động cơ đó về đổ hơi em giục nguyên động cơ xuống, đem nguyên động cơ này GH130 ha, 42 PS, đúng là của Honda, đúng chân đúng cẳng để vô luôn anh em ơi. Nó vừa không có khác gì hết, động cơ của Honda ha, động cơ super nè. Động này nè, nếu mà động cơ này thì trên một con TS50 đó của Honda, của Kubota. Đó, một giò bánh của nó nè, gai còn ok luôn, chưa có mẻ chóc gai nào ha. Rồi dở lên ra đây anh em thấy không, cái trục cốt nhào rất là ok luôn ha anh em ơi ha, trục cốt nhào ngon lành cành đào hết đó. Này đang gắn bông sới trong đây ha anh em, cốt nhào rất là ok luôn, chạy ngon lành hết. Con này thì cũng khá là ok nha anh em ơi. Con này em đang bán với giá là 11 triệu nha anh em ơi. 11 triệu. Mình chẳng không có siết cỡ hay sao đó. Cùng dữ vậy. Chưa số chạy. Quay đầu đều được, cái con này là con hệ nó mà thế hệ ngược lại ha, đầy đủ á. Đây chạy chậm trong full chức năng nè bên. Cái ốc này xiên không cứng nè,
Rồi con này giá 11 triệu nha anh em ơi. 11 triệu ha. Đó. Rồi một con MD60, con này cũng chiên sới chiên tạc luôn. Chiên tạc anh em ơi, chiên tạc là chính tại một giò ha. Một giò bao bọc trên ha. Đó. Hai bọc. Rất là ok ha, con này thì chạy động cơ hệ anh em ơi. GM181 cốt xéo, con này đúng nó là phải 6 ngựa ha, tua 1500 cốt xéo, tua chậm đó ha, công tắc on off đây. Con này động cơ hệ anh em ơi. Cái động cơ này không anh em mua khoảng, nếu mà cái động cơ không, nếu mà đẹp đẹp thì anh em mua khoảng 6-7 triệu động cơ không nha. Đó. Chứ đưa nói có con này. Cơ đẹp á. Rồi con này thì anh em đang gắn lưỡi sới, anh em muốn tạc thì gắn lưỡi tạc vô thôi. Ha, gắn 6 cái lưỡi tạc của trong cái một bông này luôn là nó tạc kinh khủng nha. Đó. Đây điều khiển ha, hai tới hai lui. Số tạc bên đây. Và con này thì nó xây để nó điều khiển ngược xuôi lại ha. Con này giống như con này kia ha, bộ sới cái con này. Bộ sới của xu này nè. Giống như bộ sới này nè. Đó. Điều khiển giống hệt luôn. Ha. Rồi ok, ở tại đi. Con này thì phải có cái chê nè ba. Động cơ nó xịn, động cơ rất là xịn sò. Con này đang bán 8 triệu nè ba. Đảo chiều thì xây bên đây anh em ơi ha. Đảo chiều nè, anh em xây này nè. Buông con no ra. Đó, rồi ha. Đảo chiều ngược lại ha. Đó. Nói chung con này thì cũng ra năng anh em ơi. Máy chạy rất liền. Rồi, sáu này giá 8 triệu anh em. GM181 là anh em chạy khỏi phải chê ha. Rất là ok luôn. Rồi tiếp theo hai con cuối cùng sáu rồi, số 7 là một con cua ta, nói chung là cũng một giò nhưng mà được cái là sới trục nha anh em ơi. Hai con cuối cùng này là sới trục ha, trục này rất là siêu bền luôn và đang gắn lưỡi sới nè. Con này muốn tạc anh em gắn lưỡi tạc thôi ha, nhưng mà lưỡi này thì về anh em phải độ chế, và cái lưỡi này thì mình nghĩ nó không thông dụng ha. Đó, đang gắn bộ sới này, bề ngang nó khoảng bốn tấc anh em ơi. Đó, sới trục rất là ok, rất là bền. Tại đây nó có cái trục để lên xuống nè, hiếm hư lắm. Con này thì đang bán giá rẻ anh em ơi, 4 triệu rưỡi thôi ha, của Honda. Ủa có cua ta chứ. Cua ta GS120. Đó. Đây rất là... này có là điều khiển tới ha. Rồi đây điều khiển tới nè. Con này tạc rất là khỏe luôn nha anh em, chạy nhanh nữa. Đang chạy ra đi rồi anh em. Rồi tắt đây nè anh em, 4,5 triệu nha anh em ơi. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay con số 8, con này là của Honda ha anh em ơi, Honda RF 315. Con này thì rất đẹp anh em ha. Càng đi nóc ha, tay nóc ha. Rất là đẹp, xịn sò. Ha. Đó. Con này hai tới. Hai số tới. Con này quay đầu được. RF 315 thì con này Honda rất là đẹp luôn. Bộ lửa rất ok ha. Đang gắn bộ sới nha, con này cũng trục luôn anh em ơi ha, trục từ trên dưới luôn ha. Đang bộ sới và bông này anh em gắn tạc được luôn nha anh em ơi, tháo khớp ra lấy cái khớp trong anh em gắn 6 lưỡi tạc thôi cũng được ha. Đơn giản anh em ơi ha. Con này thì rất là đẹp luôn. Đây động cơ đây, 3.5 PS, tua 4000, tua nhanh ha. Động cơ Honda rất là đẹp đó. Mã sườn dưới đây nè, FAA gì 100 gì đó, 2466 gì đó ha. Con này cái dây cục chân nó bị đứt rồi, chưa gắn lại cái dây cục chân nè. Còn lại con này rất đẹp luôn anh em ơi, ốc ác là 7 màu hết ha. Con này giá 7 triệu anh em, rất bèo anh em ơi. Đà, rất đẹp.
con lành chuyện thò hết, dạ rất tình thương nha anh em. Anh em ra sới và tạc đều được, anh em con lành giá 7 triệu. Con này 2 triệu tới hình như có số ve hả? Con này 2 triệu tới à? Ủa vậy này để quay đầu để làm gì ta? Có 2 triệu tới nha anh em ơi, rất là ok luôn. Rồi con này giá 7 triệu nha anh em ơi. Rồi thì nay lên được ít hàng nha anh em ơi, anh em thấy ưng cái nào thì ở em ha. Trong kho thì bữa lên lô máy nổ thì cũng còn có mấy con thôi, thì đó không có nhiều ha. Quay sơ sơ cho anh em nè, con này SS70 5,5 triệu nè, đó RS65 5 triệu nè, đó còn mấy con linh tinh vậy thôi, bữa bán được 3-4 con rồi đó. Còn mới thùng đạn còn ít nè, không có nhiều. Nó quay lại cho anh em cái thùng đạn, còn có mấy cái thùng đạn thôi. Thùng đạn này 300.000 cái nè đó. Còn cái này thì 200.000 cái ha, 2 cái bao ship. Còn thùng bự thì còn có 4 cái thôi, giá 800 đó. Thùng đạn thì còn có nhiêu đó thôi. Máy hơi 10 ngựa đây anh em ơi ha, 10 ngựa con này chạy rất im, đầu rất lá ok nè. Chỉ Boe chưa có kiếm được Boe Gin để vô gắn Boe Lô nhìn nó chán quá ha. Đó, chỉ vậy thôi. Còn 5 ngựa đời cao 1.000 nè, con này đang bán giá 18 triệu nè anh em ơi. Đang sơn lại cái Boe Gin ha, con này sơn lại còn tập, con này điện Gin 438 luôn ha. Đó. Còn ít hàng chứ không nhiều anh em. Đó. Ha. 3T84 con này nổ ok, con lành hết nè, 29 triệu nè. Đó. Dòng máy còn có nhiêu đó anh em ơi, chứ không có nhiều nữa, hết hàng rồi. Tháng 2 không có hàng gì về nhiều hết. Còn chỉ có một mớ bánh xe hơi nhiều nha anh em ơi. Ha. Bánh xe nhiều lắm. Bánh xe mấy nay bán cũng khá nhiều rồi ha. Đó. Còn linh tinh lang tan một số cái thôi. Bữa nào soạn lại lên video lần nữa cho anh em ha. Mấy con chịu tải cho mấy tấn là mấy trăm ký, 2-3 tấn rồi cũng có ha. Mấy bộ lớn rồi bán cũng hết rồi. À có dương bộ lẻ này nè, có anh nào mà cần bộ lẻ này không? Thực tế là không phải lẻ nó, đúng rồi cũng lẻ đó. Lấy hai đó qua luôn đi. Chỉ có cái bánh này nè. Bánh này nó lạc lòi là tại cái này nó màu vàng. Còn được là 4 bánh xanh nè ha, 4 bánh xanh ok con lành hết. Còn bánh màu vàng này nó hơi khác, nhưng mà nó như tài trọng cũng giống nhau anh em ơi ha. Đó, cũng dày dặn chắc chắn đó. Anh em nào lấy bộ này thì rẻ ha, bộ này thì nó có một bánh này lẻ loi đó, còn lại 3 bánh này, nhưng mà chiều cao thì nó giống, nó bằng nhau anh em ơi ha. Mấy con này thì có vú mỡ bơm hết ha, vú mỡ đây nè, con xanh này có vú mỡ hết nè, anh thấy không đó. Này 150 ha. Anh em lấy nào lấy bộ này gửi em ha, giá 1 triệu nha anh em ơi, chịu 4 cái này ha. Đó. Nào cần gửi em. Rồi ok nha anh em.